Ly Kim Tiểu Ly à, đó thấy không, nó thú vị nha. Từ đây là kêu là Kim Tiểu Ly nha cả nhà nha. Đó, chào, thích tên này không? Không, anh này cầm gì thích nha. Quý vị ủng hộ hai cho con em nha. Đi từ quê, đi từ Sài Gòn trước con gái Kim Tiểu Ly, bé Tiếng Hòn, nàng Út Ống Tre lên Sài Gòn đóng video clip nha, ủng hộ nha. À, lớp vô mọi người đi con, hôn mọi người các ơi. Thương chưa? Cưng quá. Cưng không? Cưng quá. 9 kg. Trời ha. Đó giờ tôi không lên cái. Trời ơi. Để tôi lên chảnh thử review của bé Tí Hon nha nè. Trời ơi, tóc bấm nữa nè cậu. Trời ơi. Dữ chưa? Ai dẫn bé đi làm tóc à? Ai dẫn em? Ngoại. Giờ lên anh Vinh dẫn đi làm tóc lại chịu không? Nè anh Vinh ẩm nè. Lên anh Vinh ẩm đi. Mai mốt làm việc với anh Vinh. Đó, anh Vinh là manager của con luôn á. Đúng không? Từ đây sẽ con có manager là Trương Vinh. Đó. Vui không? Hả? Đi vui không? Cô Linh đó hả? Nè mọi người, cái này là cái đường mà vô nhà bé Ly, mọi người thấy không, nó nhỏ xíu à. Đó. Rồi cái đường nhựa này á thì chạy xe vô không có được, xe hơi vô không có được, cho nên là phải đi bộ vô tầm khoảng 700m nha mọi người nha. 700m. Đợt này bé Ly á là Vinh về đây, Vinh rước bé Ly đó là lên Sài Gòn luôn. Vinh với bé Ly ai lớn tuổi hơn ta? Đương nhiên là Vinh rồi. Bé Ly mới có 22 tuổi thôi mọi người, là 9 kg nha, đúng không? Trời ơi, mi gió mọi người cái đi. Đợt này là cho lên Sài Gòn luôn. Đi sắm đồ cho bé Ly nè, chở bé Ly đi chơi nè, cho bé Ly biết Sài Gòn. Đó. Anh chảnh, anh Vinh mua cho cái mới, đẹp luôn. Nhưng mà phải cất cái này vô, biết không? Để tại vì ngủ người ta cho mà không có dục ha. Xe ra ngoài đi, lát tôi mua cho. Trời cha, quý vị thấy không, là coi như là đi muốn rước bé Ly đi quay chứ mình đó là phải đi bộ vô tới đây nha, hơn cây số nha quý vị nha. Cho lên trên Sài Gòn đi chơi đã luôn, rồi đi đi quay MV với Ba Long, rồi xong rồi cái quay MV xong cái mình đi chơi, rồi chừng nào về muốn về quê nhớ quê thì nó anh Vinh đưa về, chịu không? Dễ thương lắm nha cả nhà nha. Cho nên là mọi người nhớ theo dõi kênh của em nha. Anh Long đâu mệt đúng không? Mệt mà. Anh quay bả không à? Đi cái đường này xa đi bộ mà anh mang cái nhà xìu. Đó có gì đâu mệt đâu đúng không? Biết coi lại không? Mệt nha. Mọi người cái này là cái trong nhà bé Ly, mọi người thấy không? Nó xíu à. Anh chỉnh anh Vinh làm cho cái coi lại, biết coi không? Ly biết coi điện thoại không? Biết bấm không? Biết bấm không? Biết nhắn tin không? Không. Biết chỉnh thôi hả? Nói là biết chỉnh clip luôn. Dễ hả? Nhưng mà nhắn tin là không biết. Dễ hả? Tại vì chưa biết chữ á. Không biết chữ. Dễ hả? Biết chữ không? Ly biết chữ không? Chưa biết luôn. Ly có muốn học chữ không? Ly muốn học chữ không? Vậy lên chảnh anh Vinh dạy Ly học nha. Không biết chữ. Muốn học chữ. Muốn học kêu thầy lại dạy cho dạy luôn. Là sau này bé có anh Vinh dạy không? Có anh Vinh dạy nè, rồi ở chảnh có mấy anh ở chảnh nữa. Đem lại trường học mẫu giáo cho học luôn. Cho học mẫu giáo luôn hả? Rồi cái đầu thầy hỏi con năm nay bao nhiêu tuổi không? Con dạ, đừng kêu con. Dạ, hai. Con lớn tuổi hơn thầy. Ở trong đó là cô giáo là trẻ mà, giữ trẻ mà. Hỏi cái cô giáo hỏi, ủa năm nay con nhiêu tuổi? Con 22. Ủa con lớn hơn tôi, con 22 tuổi. Có duyên quá vậy. Cô giáo có 20 thôi à, mà con tới 22 tuổi. Lớn hơn cô giáo 2 tuổi đó, nên là cô phải kêu... kêu tôi bằng cô lại nha. Quá trời cưng luôn. Thấy cưng quá trời, thấy cưng luôn rồi.
lên chảnh một tay ẩm bả một tay ẩm cái ly ưa vậy. Anh có đưa cái clip cái dù tím của mình lên á. Dạ hả? Con có vô bình luận nữa. Ừ ừ. Anh hay quá à. Em mới tính nói nè, 9kg đi đường gần thì được và 9kg đi đường xa thì hơi đuối nha. Giờ ho ra máu, ở lộn ho ra ra gái luôn nè. Thì đây tới đó con cây số mà. Tầm khoảng 700 mét thôi mọi người chứ không có tới cây đâu. Ông này cũng như là sáng em đi đi tập thể dục đi. Dạ. Đúng không? Cũng không quên quảng cáo à. Ủa à, nhưng mình đi lộn rồi, phải lộn rồi. Cũng không quên quảng cáo à. Ăn gì vậy? Nhưng mà biết ăn cơm, mấy ăn đồ ăn nhiều không? Ăn hết xíu, ăn xíu. Nửa chén không? Mà chừng nào đói? Chừng nào đói bụng? Giờ đói chưa? Đói đói hả? Giờ đó bụng chưa? Ồ nực chứ không? Ồ nực chưa? Bắt cóc đâu. Nực quạt quạt. Bây giờ tại sao mà các em đâu không chịu lấy quạt quạt cho nàng Út vậy? Khui giấy khăn giấy chậm mồ hôi cho đầu chánh của tôi đây. Rước nàng Út. Hả? Rước ra tới đầu đường luôn á. Độ tới ra tới ngoài chậm tới tôi bắt xe. Nực không mình cởi áo ra đi. Cởi áo ra nè, cởi áo ra rồi. Đây nè, phải cởi áo ra cho nàng Út đi chứ. Ôi nàng Út nói nè, nàng Út. Ôi cái bàn tay coi trời. Ghét không? Vuốt tốt thấy ghét, đưa giấy cho nàng Út. Nè nè, giấy nè nàng Út. Đưa cho chú nó cái gì. Ai cầm. Đưa cho anh Long nữa. Em để tài xế vô rước kìa. Để tài xế vô rước. Mới đưa tài xế vô. Dạ. Thôi khỏi đi, đi quay đầu bất công lắm, còn xíu nữa hết rồi. Không có chỗ quay đầu. Sáng nàng Út nói là nàng Út không có cơm. Ăn dạ. Mì rồi. Nghe anh Long giúp mừng à. Không có cơm nên ăn mì luôn. Dễ hả? Thôi cho chồng ăn cơm. Mỗi lần ăn được 2 muỗng cơm. Vậy hả? Thôi thôi cho nàng Út mới mất. Ăn được có 2 muỗng. Nàng Út cho nàng Út ăn chay trường luôn đi, con gái. Theo ba ăn chay trường luôn nha. Thích không? Con thích ăn chay trường không? Dạ thích, về thấy không? Cưng quá à, ngoan quá dạ. Biết ăn chay không? Biết ăn chay. Ủa cái micro lấy rồi phải không? Giống như mình ở trong tủ. Cái micro các bạn gắn vô áo lấy chưa? Lấy rồi đó anh Lâm. Cũng sức kem hai chân với bộ. Hai sức dạ. Ngoài nữa hả? Ngoài nữa. Chở con nữa. Có chở luôn ngoài không? Rồi thôi chở thằng Út ra ngoài trước đi cho nàng Út đi bộ lát nàng Út mệt. Đúng rồi cho nàng Út. Có xe chở nàng Út đi trước đây. Đúng rồi mình tạm xa nàng Út vài phút đi rồi. Trung Vinh bỏ cuộc. Rồi kệ tội nàng Út nóng quá. Cho con xả nước một chút chú ơi. Anh Long có trợ lý chia dù lý tưởng không? Đúng rồi, chắc này anh Long phải lần sau về chắc anh Long phải hợp đồng về luôn quá. Hợp đồng cô gái này là coi như là chuẩn luôn. Thank you.
Vợ đâu không biết. Vợ mà có đi quay, tao quay anh ta ăn hết. Hậu Phương anh hội thuận cái chồng này. Không biết gì hết. Ừ. Đó, gần đây tổ nào nói không? Em về trong ngày tự ngày mềm dự. Chắc mình có nói gì nè. Ủa? Còn nữa hả bay? Đến hả? Còn dài nữa mình tự quanh lại một con đi. Để kiếm xe gỡ mình ra. Anh nói, ơi, chơi tôi đi ra đi. Giờ tôi khổ lắm. Khổ lắm. Anh Long lên xe kìa. Anh Long. Hả? Anh Long lên xe đi. Tụi em. Đi lên Long. Lâu có tài xế của anh.